là mấy con nhím ở trong Đại Nam các bạn. Nó đang ngủ. Đây là mấy con dơi. Dơi này dơi quạ nên nó lớn. Con này là mấy con rùa các bạn. Đây cũng chim mỏi sừng các bạn. Con dượng các bạn, con dượng vàng nó cũng khá bự. Này con gấu, không biết con gấu gì các bạn, con gì, con kỳ mực. Khỉ này là khỉ sóc nè các bạn, khỉ này ở rừng Amazon ta kêu khỉ sóc, khỉ nhỏ nhất. Đây là con khỉ sóc nè các bạn, ở rừng Amazon, loài khỉ nhỏ nhất. Con này là con kỳ đà nước nè các bạn, con kỳ đà nước nó lớn hơn cái con kỳ đà ở trên gò. Con kỳ đà ở trên gò nó nhỏ bằng nửa con này à. Con kỳ đà nước á. Không thấy mình. Bị ấy hết chân.
Đây là hù sao rồi các bạn. Đây cũng quá chừng hù sao. Con này con thiên nga rồi các bạn. Con thiên nga lớn ghê. Đó là con công. Đến đây thì mình dừng. Nếu các bạn thấy thích cho mình một like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye.